Vũ công tử vong sau tai nạn trình diễn pháo hoa trên sân khấu. Khi biểu diễn trên sân khấu có sắp đặt pháo hoa, nữ vũ công John Asens đã gặp phải một tình huống rất nguy hiểm. Một cột pháo đã phát nổ khi cô đang đứng gần, những mảnh kim loại bắn ra, khiến cô bị thương nặng. Sự việc xảy ra tại một lễ hội âm nhạc tổ chức ở khu đô thị Las Blana, Tây Ban Nha. Theo nhà chức trách địa phương, cô John Asens đang biểu diễn cùng với nhóm Super Hollywood Orchestra thì một cột pháo hoa phát nổ, làm bắn ra những mảnh kim loại, khiến cô John A bị thương nặng ở vùng bụng. Người đại diện phát ngôn của nhóm Super Hollywood Orchestra, ông Iido Lope, chia sẻ với truyền thông rằng, không ai có thể giải thích được điều này. Chúng tôi đã biểu diễn cùng một tiết mục này trong suốt 5 năm qua mà không có chuyện gì xảy ra. Theo ý tưởng dàn dựng tiết mục, pháo hoa được đưa vào để tăng mức độ rực rỡ cho sân khấu và sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 10 năm, 20 giây. Trong sự việc lần này, có thể nhà sản xuất pháo hoa đã vô tình thực hiện không chính xác khiến thiết bị phát nổ. Ông Iido Lope dự đoán như vậy. Khi tiết mục đang diễn ra thì tiếng nổ vang lên khiến tất cả đều hốt hoảng. Cô John A ngã xuống sàn, các đồng nghiệp liền chạy lại bên cô. Một bác sĩ và 4 y tá trong đám đông khán giả đến xem biểu diễn đã chạy lên sân khấu để xem có thể giúp gì được cho cô hay không. Trong nhóm biểu diễn, cô John A là một vũ công có nhiều kinh nghiệm và đồng thời còn là một biên đạo. John A sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi vì những vết thương gặp phải quá nặng. Có khoảng 1.000 khán giả đã đến xem buổi biểu diễn. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày Chủ nhật vừa qua. Bích Ngọc, theo New York Post. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.